Chị đi đâu đó chị? Anh em nhóm ra ngoài này câu cá, kiếm cá làm chả các bạn ơi. Đi câu cá salmon đầu mùa có thể sao? Cá này là cá pink, mình phải quay mình luyện thôi. Đi con sông gần nhà, phải chờ phà nó tới mới đi được, phà kìa. Đó, phải chờ qua pha. Cái này giống sông miền Tây không các bạn? Đó, đi câu cá phải chờ phà tới mới đi được nha. Đi ra lỡ chuyến phà rồi phải chờ phà tới mới đi, nó gần lắm. Hy vọng là bây giờ nước nó đang lên, ra liền liền quay coi thử câu cá. Nếu mà có thì về làm chả. Cá tươi đồng. Rồi để thứ giữa ra. Xong thì giống xong miền Tây với chừng và với con cá nữa nhé. Xong miền Tây chứ mà không đi xong lớn thì mới còn khỉ được, xong miền Tây mới còn khỉ. Xong miền Tây chứ mà không thấy chiếc áo bà ba nào hết, không thấy non lá. Phà qua các bạn ơi, bây giờ chuẩn bị xuống phà nhé. Đây. Đi qua phà câu cá gì làm chả châm má. Lần đầu tiên đi câu gần nhà nha các bạn. Who that? Oh. Who that? Who that?
không? Có không? Đó thì... là cái dính con cái spring, cái cầu spoon trên spring. Ồ, gỗ đó. Đây, phà tới rồi. Xe nó có tới trước mình mới đi sau. Trời, có một chiếc xe xuống thôi. Chuẩn bị lên đường. Lần đầu tiên đi câu như gần nhà như thế. Hả chứ? Thường thường là đi câu là một tiếng mấy. Các bạn thấy phà miền Tây Canada đẹp không? Hy vọng là quay được vài con cho video, có video cho các bạn coi á. Nước bên đây hơi trong á, nước bên đây ok á, nước đang lớn á, thấy tình hình ok á. Hồi nãy nói fan sẽ nói anh Đạt, mà Đạt anh không có cần. Yeah. That's how everybody, all the walk ons and bikes go here. Đây, bữa nay mình làm Ali fish here when it's incoming. Captain luôn nha, nay làm captain lái tàu luôn nè. Đây ha. Ô, cục ong mất dịch. Rồi, rời bến. We could set up one rod and while we're just fishing, right? Yeah, the rod đem, đem mấy cần câu cũ cũ của bà cũng được dễ, cần câu small. Ồ, oh, đúng rồi, trong xì có mấy. Yeah, exactly. You bring yours, we're gonna eat, we're gonna lose it. All the fish here have been here, baby. Oh, đúng rồi. Có gì vừa lấy thôi làm chứ. Mà bay bay mồi mồi. I have a lot of pickles. Nhưng mà còn frozen, right? If you put in water, thaw like... Oh, minutes. Yeah, yeah. Yeah, cũng có lý chứ. Quay nó fun, đúng không? Đây mới set up cần kiết rồi xong các bạn ơi. Mồi miết rồi đây nhé, thử coi. Đây đang thư giữ đang đứng kia câu cá này là liền ra quay cũng giống như câu cá lóc ở Việt Nam á các bạn. Liền ra quay thì nó thấy mồi giả nó ăn rồi. Đó. Nhiều loại đây. Bữa nay mình câu thử cái mồi này thử ăn không nha. Câu không ăn thì thay mồi khác. Giờ thử thôi. Lần đầu tiên câu bãi mới. Ok các bạn chờ thử ai dính cá không nhé. Câu cá không có gì phải ăn test thôi. Ba thằng đứng liền hoài liền không có con cá nữa thôi. Cá không có là ba. Cá không có rồi về ăn thịt bò đi. Vì ăn trứng cá cũng được rồi. Trứng cá như có một con thú dữ này nè. Đây đừng dĩa nhỏ nhỏ đó, như trứng cá hồi làm ăn sashimi bún riêu á. Ồ xà lá son ở ngoài kia thấy nhiều em ở thuốc ngoài kia á, non non không á đấy. Coffee à. Đây nè, trứng đây đi, trứng xà mì mới làm xong này. Dữ cũng được dĩa chứ, đi cho những con này nhỏ xíu à mèo á. À, được dĩa thấy cũng chụp về nè. Đó. Đúng rồi, bọn này vô nhớ thôi, dĩa vô đây là cũng ok rồi. À, okay. Lần đầu tiên nhóm than dữ đi câu cá không có gì phải bắt buộc ăn thịt bò. Ăn thịt bò cũng đỡ, là có trứng cá hồi mới làm xong các bạn.
Trứng cái hồi này một năm mới ăn lại một lần mới có trứng tươi mới ăn. Cắt miếng thôi thì ăn hết được các đứa hay sao? Không biết đó. Bén lắm mà cũng cùng á. Tại vì steak nó cứng quá hay sao? Ồ, dao này không phải dao steak. À, bắt buộc thôi, thôi lâu lâu tổ trát một bữa thôi về ăn. Ok. Còn làm mất hồn. Rồi ăn hả? Tổ trát rồi, không có cá thôi, về ăn trứng cá với ăn thịt đây. Về có mấy món này cũng đỡ buồn. Nhóm thư giãn thì tích tắc là có mồi liền. Đó. Ồ cái này vừa ăn rồi, khỏi cần lấy mắm nhỉ em hả? Khỏi đi. Cái này nữa nè, cho vô siêu đỉnh. Nhưng mà cái này nếu ai muốn cay cắn ớt đi. Cộng vào giống như cơm trộn khoai. Cái này cũng có mùi vậy, có sốt. Thôi, mà cái đây nhóm bữa nay đi câu cá không có các bạn ơi. Câu cá không có thôi về mình cây nhà lá vườn đây. Chỉ có cái này là bữa nay lâu quá không ăn thịt bò mới mua thôi. Còn này cây nhà lá vườn không nè. Rồi mời tôi xem, quất cái thử thịt thắt lây, review con thịt đó đây. Gắp miếng thịt chứ ai gắp miếng ấy vậy. Thấm luôn. Gắp miếng thịt có thể thấm chưa? Bầu cũng thấm luôn. Cái tiền review nè. Ăn bầu cũng thấm thì tưởng ăn sống à. Giống như ăn sáng. Thấm rồi. Dạ ăn chúng đi, dạ. Khỏi còn bỏ mắm ấy. Vừa ăn rồi khỏi còn rốt rồi. Vô mắm. Rồi lâu lâu ăn miếng thịt bò cả. Sao thấy có một như cái cây cam kêu cây cam hay cây chanh gì đó, lá nó hơi nhặn ấy hơn như bữa nó già hả? Hay là nó lạnh nó đổi. Oh, it's very gay. Hai ngon mà. Oh, very gay. Ồ oh, dữ. Quá. Cũng thấy chanh sọc à. Chứ mời các bạn biết steak coi không lâu à. Very gay đấy. Nó níu quá. Có yep. Cây bưởi, cây tới 5 loại cây. 6 loại. Lâu lâu ăn steak cũng ngon chứ. Giống thịt bò quá. Đây đồ đựng xương với lại ấy đây. Ồ lâu ăn cũng quá. Hả? Lâu lắm. Giờ ăn thịt bò hết được nữa rồi. Không có thịt bò cho chuyện mua nữa, đúng nè. Không thịt bò có ăn là mình mua đúng miếng. Mua đúng miếng ăn mới. Làm đúng chất cốt rồi nó khác. Ừ. Mềm lắm. Ăn khúc này chưa kêu. Ngày tao không kêu không? Các bạn miếng nè. Nãy mày nói không tin, cái trái em muốn cay không? Làm được làm hồi trước kia không? Ồ, cái trái này mà tiền đó là thú vị rồi, nãy nói cho chị tin. Nhóm thư giãn. Nhóm thư giãn đi cũng có làm cũng có một con cá, hai con cá đúng không thầy Lầy? Bữa nay đi là không có rỉa, không có gì hết luôn á. Mình cũng qua phào đàng hoàng mà. Và qua phào, quay rạch miễu rồi quay hết mà rốt cuộc không cá đôi gì ăn cái nhà lá vườn á. Nè cái này mới cắt rồi mới không cắn ăn này. Kéo cắt nãy mới cắt vô. Thường cái trứng này là một năm trời mới ăn lại các bạn. Bây giờ có cá tươi nè mới làm. Thơm làm thử miếng trứng này, một năm trời mới ăn lại nè. Trứng cá hồi nhé. Bự quá. Má là luôn. Thế thế thôi. Không cay bằng được. Nếu mà để vô là cháy lửa. Cái trái nhỏ nó cay hơn chứ luôn. Cái trái tròn là đúng loại, như ăn homineri nó phải cay hơn mấy này chứ. Này là cái này. Trong này có nè, ăn hết rồi lột. Cái này cũ bự bự không ăn. Ta ăn miếng lột, lột tỏi nhiều không? Dù muốn ăn lột em trước rồi. Phải mua cái lò dưới đây, mua lên kia đó. Đó nè. Biết rồi nha. Giờ đi xíu kìa, không mùi là thí dữ không? Ừ. Thằng này gâu lên mé lại luôn.
này trứng cá thiên vậy á. Và mix. Mix với cái gì? Thấy không? Trứng mà cá rất là cứ thằng bét nát. Sao lần đầu tiên bị á? Vào vô cá đi. Làm thêm món chả cá nữa ha. Con với chết gà nó thích bún riêu với lại bánh canh ăn chả. Gán kìa. Ồ, gán kìa. Em chị Tiên, hai miếng gan cho bé đó. Em, đó, còn từ miếng nữa kìa, hai ba miếng nữa. Chị Tiên chỉ nói chỉ gan sẵn rồi đâu có ăn gan. Nhỏ nhỏ thôi, còn gan lớn để dành chai ăn ăn. Không mà ngộ cái con này gan nó ngon hả? Nó thơm thơm. Gan là đồ cái con nữa. Hả? Mình thích cá gan của cá lưng khóp nhất. Hồi bữa có ăn không? Hồi bữa có ăn cá lưng gan không? Chủ xì nấu đâu dám ăn. Ồ sáng là bưng đem đổ hết luôn. Trời ơi, nó hôi khủng hoảng luôn. Tâm lên là bởi vì bữa cô nó đem xuống cây bơm bỏ bỏ. Tại vì cái đó nấu sai bài rồi. Ừ, nó sai bài rồi. Bỏ tỏi vô hết. Bỏ tỏi vô em tao hết cá qua đã. Xong rồi nó ủa ai bắt nồi nước kìa chưa tôi nhảy vô nấu tôi bỏ lại vô nêm canh muối muối vậy tôi bỏ vô. Sai bài rồi, bữa giờ thấy sai bài rồi. Sáng á mình thấy lại á mình thử lại nó bấy nguồn lắm. Chứ hơn nữa biết sao không, vừa bỏ cá cho mình cái kia đó đầu cá vô nữa. Sáng dậy mình thử cái nước nó thôi. Đúng rồi chị Điền nói đúng á. Phải trao cá cho nó săn. Nữa mình phải cần mấy trái xài chua nha, bầm ra xong rồi cái chiên cái bụng nó vô là đúng bài luôn, đúng viên đúng bài luôn á, thì khoảng chừng 2 tuần nữa, nhưng mà phải có trái xài với ăn được nhiều. Trứng đem về nữa. Trứng ở trong thiên thiên đem về mà.